Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái bản ngọc của vị tướng gắt. Thì cái bản ngọc gắt ở mùa này á, mình cũng không có thay đổi gì mấy, chỉ khác nhau ở một cái phù hiệu thôi. Thì cái phù hiệu gắt ở mùa này mình sẽ dùng cái ma chú nha. Thì mình sẽ lên cái bản ngọc gắt như sau nha. Đầu tiên thì mình sẽ chơi ngọc gắt, mình sẽ lên là công phép cộng 54, xin giáp phép là cộng 88, hút móc phép là cộng 1%, tốc chạy là cộng 5%. Và tốc đánh là 11% nha. Thì có một số bạn hỏi mình tại sao lại lên gắt tốc chạy làm gì. Thật ra mình cũng phải lên tốc chạy cho vị tướng này, tại vì mình phải đảo ganh để mà di chuyển qua hai cánh tà thằng và đường rồng đó mọi người, để mà hỗ trợ đồng đội nha. Rồi sau đây mình sẽ đi vào bản ngọc nha. 10 viên ngọc đỏ mình sẽ lên là công phép và xin giáp phép. Tiếp theo 10 viên ngọc tím mình sẽ lên 5 viên là công phép và hút máu phép. 5 viên còn lại thì mình sẽ lên tốc đánh và tốc chạy nha. 5 viên. Còn về 10 viên ngọc xanh thì mình sẽ lên là 10 viên xiên giáp phép và tốc đánh nha. 10 viên ngọc xanh, xiên giáp phép và tốc đánh. Thì cái bản ngọc này mình sẽ dùng cho gắt nha mọi người. Ở mùa trước thì mình sẽ dùng gắt là công phép rất là cao, với chơi giảm mà chiêu và hút móc phép thôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ dùng cho xiên giáp phép luôn. Tiếp theo mình sẽ vào cái phần trang bị và các phù hiệu của vị tướng này nha. Về cái trang bị á, thì mình sẽ lên trang bị vẫn không thay đổi gì mấy. Mình sẽ dùng trang bị cho gắt cũng như ở các mùa trước nha. Thì cái món đầu tiên á, mọi người có thể lên cho mình là chiếc giày phù thủy hoặc là chiếc giày kiên cường nha. Nhưng mà thường thường á, thì mình sẽ lên chiếc giày kiên cường để mà kháng hiệu ứng nó sẽ tốt hơn. Món thứ hai mình sẽ lên là cái chuyện bùng nổ. Món thứ ba thì mình sẽ lên cái sách nha mọi người. Món này á, thì nếu mà gặp tem bạn á là siêu hồi máu á thì mình sẽ lên món này, tức là nó hồi phục tốt á mọi người, lên sách thánh nha. Còn không thì mình vẫn lên cái dương niệm hakate bình thường nha mọi người. Đây, nếu mà không có thì vẫn lên dương niệm hakate bình thường. Tiếp theo mình sẽ lên cái món này là món thứ tư. Mình có thể lên cái quyền trượng nếu mà mình lên sách thánh rồi, còn nếu không thì mình sẽ lên cái dương niệm hakate nha. Và món thứ năm mình sẽ lên cái quả cầu băng xương cho gắt nha. Món cuối cùng thì mình sẽ lên cái trượng hổ mang. Đó, đây là cái trang bị của gắt. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần phù hiệu của gắt nha. Mình sẽ đi vào cái phù hiệu, thì cái phù hiệu ma chú là cái phù hiệu hiện tại nó vẫn là tốt nhất nha. Còn hiện tại thì nó cũng mới ra cái phù hiệu luyện kim, nhưng mà mình chưa có test. Mình vẫn thấy cái phù hiệu này nó tốt nhất. Khi mà mình test xong cái phù hiệu luyện kim thì mình sẽ cho ra mắt cái bản ngọc mới của gắt nếu mà ok. Tại vì cái phù hiệu ma chú này vẫn đang rất là tốt để dành cho leo ganh nha. Thì mình muốn chọn được cái phù hiệu ma chú thì mình sẽ đi vào cái chọn cái màu đỏ ở đây. Tiếp theo mình sẽ chọn cái tăng CT nha. Tiếp theo mình chọn cái tăng CT luôn. Dạ, ở đây mình chọn cái sát thương chí mạng nha mọi người. Với cái phù hiệu ma chú này mà khi tung chiêu hoặc còn đánh thường, chúng tướng địch sẽ cộng dồn 1,5 giây dấu ấn nha. Cộng đủ 3 dấu ấn liên tiếp sẽ lập tức gây sát thương xung quanh. Còn về cái nhánh thứ hai này mình sẽ chọn màu vàng. Ở đây mình sẽ chọn cái hồi chiêu nha, để giúp cho vị tướng này nó hồi chiêu liên tục để mà tạo lên hỗ trợ đồng đội gắt, với đặc biệt gắt các mọi người, gắt và vị tướng Natalia đó, hay là những vị tướng pháp sư khác như là điêu thiền, thì hồi chiêu liên tục sẽ giúp cho vị tướng này nó sẽ mạnh hơn, đảo ganh liên tục nha, để mà cấu ghẻ. Còn ở đây mình sẽ chọn cái màu vàng. Tiếp theo ở đây mình chọn cái xiên nha. Chọn cái xiên này thì sẽ nhận được mỗi cấp nó sẽ tăng lên là nhận được đánh là xiên giáp phép. Thì mình sẽ giúp cho cái vị tướng này nó chơi tốt hơn ở vị trí mid nha. Thì cái bản ngọc của mình nó lên xiên giáp phép tới 88 lần, nên là mình sẽ là chọn cái này để cho vị tướng này chơi tốt hơn. Rồi, cái phần mình làm về bản ngọc trang bị hiệu của vị tướng gắt ở mùa này đến đây là hết nha. Thì qua video này thì mọi người có muốn làm gì ngọc của vị tướng nào thì mọi người cứ comment bên dưới. Mình sẽ làm ngọc theo cầu của tất cả mọi người nha. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.